Top 5 câu nói của con trai mà con gái không nên tin không? Anh đang đi làm, anh sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Anh chỉ yêu mỗi mình em. Chỉ có em bỏ anh thôi chứ anh không bao giờ bỏ em. Anh sẽ mãi mãi yêu em nè. Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người. Mình là Quốc Thắng, mình đến từ Siêu Thám Tử. Và hôm nay mình có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thực hiện thử thách đường phố với câu hỏi chủ đề là Top 5 câu nói của con trai mà phụ nữ không nên tin. Cùng theo chân mình nha. Thì xin chào bạn, thì bạn có thể giới thiệu cho Siêu Thám Tử về tên của bạn được không ạ? Mình tên là Thu Trang, mình 206 ạ. 206 hả? Thì hôm nay là mình có một cái câu hỏi là bạn có thể kể cho mình nghe về top 5 câu nói của con trai mà con gái không nên tin không? Anh đang đi làm, hoặc là anh sắp về rồi. Còn không thì anh chỉ yêu mỗi mình em. Anh chỉ yêu mỗi mình em. Ba cái rồi. Còn bạn còn nữa không? Dạ không ạ. Ba cái không? Vậy bạn giải thích cho mình nghe là cái câu mà anh sắp đi làm về rồi á, là cái câu đó là không nên tin hả? Dạ đúng rồi, tại vì cái câu đó thường là biện lý do là anh, nhưng mà thật sự thì vẫn đang ở đâu chơi đó thôi. Giống như là nói là anh sắp về thôi nhưng mà thật ra là anh đang đi nhậu đó, anh đi về đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cái câu mà anh yêu em nhiều quá thì câu đó anh yêu em nhiều lắm thì anh yêu cái nhiều đó chắc chắn là không bao giờ tin. Không bao giờ tin luôn. Chào là con trai á, em không biết được. Nói chung là cái gì mà mình nói yêu nhiều quá nó không tốt, mình thể hiện bằng cái hành động đúng không? Nó thể hiện bằng hành động. Ok, mình cảm ơn bạn rất là nhiều đã chia sẻ câu nói của bạn, cũng như là mình chúc bạn là sẽ đạt được nhiều thành tích trong học tập nè, cũng như là trong công việc nè. Cảm ơn bạn nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Ok, mình đến từ giới thiệu các bạn là mình đến từ Siêu Thám Tử. Thì bây giờ bạn trước khi mà bắt đầu thì bạn có thể giới thiệu tên tuổi cũng như là công việc hiện tại các bạn đang làm nghề gì được? Dạ vâng, xin chào mọi người. Dạ mình là Thu Lê, năm nay mình 17 tuổi và em chưa 18. Nhưng mà người đó biết 17 tuổi thì là học sinh rồi. Bạn quê ở đây luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Thì bây giờ mình có cái câu hỏi là mình nghĩ là chắc chắn là bạn biết luôn á, là bạn có thể kể cho mình nghe top 5 cái lời hứa nào của con trai mà con gái không nên tin không? Bạn hỏi đúng rồi luôn rồi bạn. Vậy chắc bạn gặp nhiều lắm rồi hả? Đúng rồi bạn, số mình xui vậy đó. Điều thứ nhất là anh sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Anh sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Điều thứ hai là anh sẽ không bao giờ chia tay em trước đâu. Anh sẽ không bao giờ chia tay em trước đâu. Điều thứ ba là chỉ có em bỏ anh thôi chứ anh không bao giờ bỏ em. Chỉ có em bỏ anh chứ anh không bao giờ bỏ em. Anh không giống như những người con trai khác. Anh không giống như những người con trai khác. Và điều cuối cùng là điều mình thấy nó kinh khủng nhất luôn là anh sẽ yêu em mãi mãi. Yeah boy. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Trời ơi. Vậy thì bạn có thể giải thích cho mình là tại sao cái câu là anh sẽ yêu em mãi mãi, tại mình thấy cái lời hứa nó cũng chân tình mà. Đối với mình thì mình nghĩ là con người trời ơi, đến cả nhịp tim mà một phút nó còn thay đổi quá trời thì con người làm sao mà không thay đổi được đúng không? Có gì là phải thay đổi rồi. Nói như vậy nó sạn. Cũng như là mới yêu thì tình cảm còn ngọt ngào thì hứa gì cũng được đúng không? Sau từ từ gặp cái này kia thì điện nó thay đổi đúng không? Dạ vâng. Rồi vậy cái còn cái câu mà anh sẽ không bao giờ thay đổi hả? Anh không bao giờ thay đổi là trời ơi nghe là thấy xạo rồi. Ví dụ nha, bây giờ mình ví dụ một cái trường hợp đó là anh nói lúc mà còn mới yêu thì anh không cần em make up gì hết, anh luôn thấy em đẹp mà rồi quen vài tháng sau là em make up vào đi, ra đường toàn nhìn những người make up, trời ơi xạo quá đi. Cái gì giống như là cái gì nó cũng có thời gian đầu thôi đúng không? Đúng rồi bạn. Nãy giờ bạn là cái người đầu tiên mà trả lời mà nhanh thiệt luôn á, mọi người phải suy nghĩ á gì. Bạn trả lời rất là nhanh luôn, mình nghĩ bây giờ mà nếu như mà hỏi top 10, top 15, 20 bạn trả lời cũng nhanh vậy luôn á. Dạ rồi, cảm ơn. Nhưng mà nãy giờ mình nghe bạn trả lời nó cũng thiết thực á, nhưng mà mình con trai mình nghe mình cũng buồn quá. Nhưng mà cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình và chúc bạn sẽ có nhiều sức khỏe nè, cũng như là nhiều niềm vui cho công việc với cuộc sống nha. Các bạn. Dạ. Mình xin chào các bạn, là mình đến từ Siêu Thám Tử. Thì hôm nay mình đến đây mình có cái câu hỏi riêng. Trước khi bắt đầu thì bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết là tên tuổi cũng như là công việc hiện tại được không? Bạn trước được không? Dạ, mình tên là Thúy Kiều, năm nay 20. 20. Dạ, mình công việc hiện tại của bạn? Mình đang làm ở nhà hàng. Dạ, wow. Còn bạn? Dạ, em là Ngọc Hân, 20 tuổi, em là sinh viên năm 2. Wow. Hai bạn là quê ở đây luôn rồi? Dạ không ạ, ở Bến Tre. Bến Tre, còn bạn? Dạ, Bến Tre luôn. Hai bạn chung quê hả? Thì hôm nay mình có cái câu hỏi là các bạn có thể kể cho mình nghe top 5 cái
lời hứa nào của con trai mà bạn cho là sẽ không thiện được không? Anh sẽ mãi mãi yêu em nè. Anh sẽ mãi mãi yêu em. Dạ đúng rồi, rồi anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Rồi gì mà anh hãy, em hãy tin anh đi, anh không có làm điều đó đâu. Em hãy tin anh đi, anh sẽ không làm điều đó đâu. Rồi gì nữa ta? Còn ba cái rồi. Đúng rồi, cô ấy chỉ là bạn thôi. Cô ấy chỉ là bạn thôi. Một cái học cái đó là xong rồi. Cố lên, cố lên. Không vậy chứ trước khi đó thì bạn có thể giúp tụi mình là cái bạn có thể giải thích cho mình cái câu mà cô ấy chỉ là bạn thôi được không? Giống như là kiểu như đi chơi với bạn gái á, xong rồi kiểu như là em gái mưa hay là một người nào đó bảo là chỉ là bạn của anh thôi. Chỉ là bạn thôi. Nói chung là bây giờ mình quen à, thì mình hát đi với người khác giới mình cũng cảm xúc như ghen này kia đúng không? Đó là bình thường. Rồi cái câu đầu tiên bạn nói là gì ta? Anh sẽ hứa gì ta? Anh sẽ mãi mãi yêu em. Anh sẽ mãi yêu em. Ủa tại sao vậy? Mình thấy là cái câu đó là ví dụ như mình là thực hiện lời hứa cũng được mà, câu đó cũng có thể thực hiện được mà. Không, mãi mãi bây giờ mình thấy nó không được bao lâu hết. Là mình bây giờ mình yêu thì mình cứ lo ngày nào ngày đó thôi đúng không? Không nói trước được. Không nên nói trước đúng không? Còn bạn có? Em cũng không thích lời hứa. Nói chung là bạn cũng không thích nhiều những lời hứa nhiều đúng không? Quan trọng là hành động đúng không? Quan trọng là mình hành động như thế nào thôi chứ bây giờ hứa thì ai cũng hứa được đó đúng không? Mình cảm ơn các bạn đã nhận lời tham gia chương trình với tụi mình nha. Chúc các bạn là sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui cũng như là đạt được thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người ạ. Xin chào các bạn, nãy giờ thì mình đã đi một vòng phố đi bộ Nguyễn Huệ để mà mình phỏng vấn các bạn trẻ về cái câu hỏi là top 5 cái lời hứa của con trai mà sẽ không thực hiện được á. Thì mình nhận thấy một điều là có một số bạn nữ thì trả lời rất là nhanh, cũng có thể là các bạn đấy đã gặp rất là nhiều rồi, hoặc là cũng có một số bạn là trả lời cũng rất là ít bởi vì cũng có thể là chưa gặp. Nhưng mà mình đúc kết lại là mình thấy đa số là những cái lời hứa như là anh sẽ hứa là yêu em mãi mãi, hoặc là anh sẽ hứa bên em trọn đời này, hoặc là anh sẽ hứa là cùng em đi khắp nơi. Các bạn nữ là đa số là trả lời như vậy thì mình thấy nó cũng hợp lý, bởi vì là đa số là cái lời đó, cái lời nói mà nó cái gì mà nó xa quá, cái gì mà mình nói trước thì đa số là bước không qua. Cho nên là mình hy vọng là mình nếu như mà trong cái mối tình nào mình mà yêu nhau đúng không, mình cứ bên nhau ngày nào thì mình trân trọng nhau ngày đó đi, rồi cái gì đến nó sẽ đến, và cái gì hiện tại thì mình hãy tập trung cho nó đi, còn tương lai thì để nó từ từ mà tới nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Trước khi kết thúc video, các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để các bạn hóng, để mà chúng mình sẽ ra mắt thêm những sản phẩm mới. Xin chào và hẹn gặp lại.